này bao nhiêu gã sĩ tình thành đã ngây dài vì dáng em. Và đêm nay một đêm sẽ cứ nghe thương cùng bên em giật cháy lên dáng người. Sau một khoảng thời gian dài Trường quay trở lại, đặc biệt là trên sân khấu của chương trình Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong cũng như là Sen Vàng đồng tổ chức, thì lần này thì cảm xúc của Trường rất là xúc động, là bởi vì thật ra Trường đứng trên rất là nhiều sân khấu, nhưng mà nói về sân khấu của những hoa hậu, có lẽ đây là một trong những cái người có thể gọi là giống như là một người thân quen cũ của Trường được gặp lại. Và hôm nay đứng lại trên sân khấu này, Trường có cảm giác như là mình quay lại cái thời tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình. Rất là đặc biệt. Thời gian như lắm đồng và khắp những gian đời chim trong màu gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu múa cùng dáng em cùng bước chân thân tiên gót hồng dịu dàng xoay giữa khung trời đầy sắc hương xô nghiêng dòng đời gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu múa cùng bữa em rực cháy lên giấc mơ. Có rất nhiều điểm khác biệt giữa các thí sinh vào năm khoảng thời điểm năm 1998 và thí sinh của năm nay năm 2018. Hồi xưa thì Trường thấy các bạn thí sinh rất là đẹp theo kiểu dịu dàng, rất là đầm thắm. Những các bạn thí sinh của năm nay thì Trường thấy các bạn bắt đầu có nhiều cái bộc lộ những cái nét nét đẹp hiện đại hơn, năng động hơn. Trường xin gửi lời chúc cho tất cả các bạn thí sinh năm nay sẽ xuất sắc thi thể hiện tốt cái phần dự thi của mình, từ những trang phục cho tới đặc biệt là ở phần ứng xử, và chúc cho các bạn đều có được cho mình một cái cơ hội để đạt được cái ngôi vị cao nhất.